Có tới 1 phần 3 doanh nghiệp của Đức đã phải giảm công suất hoạt động để tiết kiệm năng lượng cho mùa đông tới. Tuy nhiên, nước này vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt năng lượng khi tỷ lệ lấp đầy các kho dự trữ chiến lược tại Đức mới chỉ ở mức gần 75%. Theo Cơ quan Năng lượng Liên bang Đức, tổng mức tiêu thụ năng lượng tại Đức trong tháng 7 năm 2022 đã giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, Mức sụt giảm này phần lớn đến từ việc 1 phần 3 số doanh nghiệp Đức phải giảm công suất hoạt động để thực thi chính sách tiết kiệm năng lượng của chính phủ. Một số tập đoàn công nghiệp lớn như Mercedes thậm chí phải giảm một nửa nhu cầu năng lượng từ nay cho đến cuối năm, hay tập đoàn Siemens tuyên bố sẽ dừng sử dụng khí đốt từ ngày 11 tháng 8. Tuy nhiên, Đức vẫn có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu khí đốt trong mùa đông tới, khi tỷ lệ lấp đầy các kho năng lượng dự trữ chiến lược hiện mới chỉ ở mức gần 75%. Lo ngại này trở lên lớn hơn sau khi Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố hợp đồng mua khí tự nhiên hóa lỏng với Qatar hồi tháng 3 năm nay đã bị hủy bỏ. Tiếp đến là việc Nga đang giảm dần nguồn cung năng lượng kể từ giữa tháng 7 và hiện chỉ duy trì 20% công suất so với mức thông thường của đường ống dẫn khí phương Bắc 1 cho dù đã hoàn tất việc bảo trì thường niên. Cơ quan năng lượng Liên bang Đức đã đưa ra kịch bản cực đoan nhưng được coi là cách duy nhất để giúp tránh được nguy cơ khủng hoảng năng lượng là duy trì chính sách giảm 20% mức tiêu thụ năng lượng hiện nay giảm 20% lượng khí đốt mà Đức đang trung chuyển sang các nước thành viên Liên minh châu Âu khác và cuối cùng là hoàn thành hai nhà máy chuyển đổi khí tự nhiên hóa lỏng vào tháng 1 năm 2023. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz nhấn mạnh tiết kiệm nguồn năng lượng hóa thạch sẽ giúp đảm bảo an ninh cho nước Đức. Chính phủ Đức cũng đã áp đặt các quy định hạn chế trong việc sử dụng năng lượng, như phần lớn các tòa nhà công cộng sẽ không được phép đạt hệ thống sửa trên 19 độ C vào mùa thu và mùa đông. Các tòa nhà và tượng đài tại Đức không còn được thắp sáng vào ban đêm và hạn chế đối với quảng cáo chiếu sáng lớn.